làm gì được màu cả, quá lì lợm. Bây giờ mới bắt đầu dội đồ trong khu vực bom xe A, nhưng bom xe A đó là 3 player bên phía màu đã chờ sẵn rồi. Em phát một trái smoke để tự cover chính mình, trái flash cũng trắng xóa, chui hạ cũng đi với chịu nhanh. Khi đá Toxi có một double kill cho Toxi, triple kill cho Toxi. Thì Liquid sống sót qua ngày thi đấu hôm qua khi đối mặt với một Fate Clan rượu dã. Đã cắn được vào lượng tiền của đối phương, chỉ là cắn rất đau. Nhưng đạp lên lửa, đạp lên lửa, dẫm lên nhau. Sersen lâu lắm rồi tôi mới thấy Sersen căng như thế này. Bình thường thì Sersen đang là bot frag bên phía của Mau. Những giải thi đấu dạo gần đây thì màn trình diễn của Sersen rất tệ, nhưng hôm nay thì lại là cực trái. Những fan hâm mộ của Liquid họ vừa mới chỉ trồi ra khỏi hang thôi mà tại sao Toxi đã bắt họ quay trở lại rồi thế này. Ô, nhưng đó là cây liền từ ông Quân Bang, không thể ảo ma hơn. Toxi nằm và chắc chắn biết rằng là solo B rồi. Tiếng đọc vị thành công tới từ team Liquid. Bây giờ họ đang tràn vào ở khu vực bom xe B để có thể hạ trái C4 xuống. Nhưng đang có móc chuối tới từ vị trí của team Phát. Team Phát hơi ngây thơ rồi. Thông thường thì kiểu gì đối phương cũng sẽ kê lại chuối. Và player rotate về ở khu vực banana sẽ phải chậm hơn chút. Nhưng Sersen kìa, đó đã là quadra kill rồi và hoàn toàn có thể có tiếng A dành cho Sersen. Chúng ta sẽ chờ xem Skull gì. Tân binh bên phía của team Liquid sẽ xử lý ra sao. Bắt đầu nghe được footstep rồi và lùi về khu contract. Người đi trước sẽ là Siwi để thí và tạo một cơ hội để làm nên siêu phẩm dành cho Sersen. Bắt đầu dạt ra, một mạng tới vị trí của Skunzi. Bắt đầu spam và đó là double kill, lại là clutch 1v2 tới từ Skunzi. Sẽ là đánh A hay B đây? Thực ra thì A hay B không quan trọng, nhưng B thì là dễ hơn. Một sai A đang được trấn thủ bởi 5 thành viên bên phía của màu. Napfly không từ chối cơ hội, Napfly đem về mạng hạ gục nhưng hết đạn mất rồi. Mất hai súng đến từ bên phía của team Liquid. Mọi sự đang trở nên hơi khó khăn. Nhưng player còn sót lại đó là Toxi, 19 máu, không có giáp, dễ dàng dành cho Skullzy thôi. 3-4 dành cho Liquid tại map thi đấu Inferno. Vô số những tình huống clutch đến từ vị trí của Brolin. Nhưng hôm nay thì Brolin chưa được bắn một tí nào cả. Skullzy bắt được Toxi, một tấn gặp người vào khu vực connect là quá hay. Nhưng ở đây còn em phát 2k6. Đi qua đây là phải đổ máu với em phát ngay. Vội vã, chính xác là như vậy rồi. Sự vội vã đã phải trả giá, một cái giá rất đắt với các thành viên bên team Liquid. Cầm luôn cả USB. Con trẻ, tay còn to. Nhiều hơn, khởi điểm đặc kê trực diện, đối phương bắt đầu đẩy ép khung middle. Thôi xong rồi, quả smoke này, Siwi sơ sực, mọi người có một cây điện đang bị truy. Có gì bắn hạ điện truy của Napfly. Bắn Inferno như rank Nova luôn. Bắn như này luôn á? Đẩy khắp nơi và đó là 5 mạng và không mất một máu, một giáp nào đến từ bên phía của Mau. Thành viên của Mau còn phun bộ bom và thậm chí có thể là phun 2 set bom ở đây. Thế một trái smoke được dội ra, Sersen quay ngược trở về và những tình huống sấy có thêm sự hỗ trợ của Brolin. Brolin cũng đang ngửi thấy mùi máu rồi. Ra nốt đây và đó là Sersen hạ gục đi player cuối cùng còn sót lại bên phía các thành viên của team Liquid. Trái nết nổ, đáp lại bắn hạ đi Chimsumi rồi và Brolin đổi mạng thành công cho người chiến hữu của mình. Bóng sai B bắt buộc phải bắt người về. Liquid đã bắt bài 4A quá nhiều round rồi. Round thi đấu này mất người ở chuối, họ phải đổi thêm nhân lực về B. Và lần này thì cây điền, con quỷ cây điền gọi 3 người về B và thậm chí là một người bắn lại cũng có nách mà thôi. Cần thiết thì sẽ rotate về 4B. Màu những chú chuột bằng tuổi gì. Xong rồi, pha đẩy này không có một dấu hiệu gì, không có một trái flash nào được pop ra và Napfly là 4. Thế nên đợi hết đồ đạc thì mau mới bắt đầu di chuyển để chiếm các checkpoint và Toxic bắn hạ đi được vị trí của Yekinda. Bom sai B còn một mình Napfly mà thôi. Vẫn đang là 3A. Vẫn đang là 3A và cây điện trả ra một quả lửa. Đúng tam mình cây điện đã bị spam yếu rồi. Twist đạp lửa bắn hạ đi được Sersen, thì sau đó thì em phát hạ cũng đi được vị trí của Twist. Một thương binh, một MP9, Zipat đang kê và Skullzy mới là người chiến thắng ở đây.
Hai thương binh hạng 8 trên 10 đã bách về để có thể hỗ trợ cho khu vực bom sai B. Napfly, cây điền. Napfly chưa có mạng nào cả. Napfly lộ vị trí nhưng đó là cây điền. Một mạng của Brolin phải bỏ lại. Thêm một quả đen để break smoke. Xử lý rất hay nhưng Siwi anh tỏa sáng đúng lúc để đem về round thi đấu quyết định. Toshi đã kê lại rồi và cơ hội đào dành cho Scuzzy với 18 máu đây. 13-11 dành cho màu.